Sạt lở đất ở Quảng Trị, nghi vùi nhiều chiến sĩ sư đoàn 337. Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đang lên đường đến hiện trường xác minh thông tin vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều chiến sĩ thuộc sư đoàn 337. 6 giờ sáng ngày 18 tháng 10, trao đổi với pháp luật online, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Hiện ông cùng với đoàn công tác đang trên đường lên huyện miền núi hướng hóa để xác minh một vụ sạt lở đất xảy ra tại nơi tiểu đoàn của sư đoàn 337 đóng quân. Thông tin ban đầu mới chỉ nhận là có vụ sạt lở đất ở khu vực này. Cụ thể thông tin như thế nào đang được đoàn tiếp tục di chuyển lên hiện trường và xác minh, ông Tiến nói. Hiện nay có thông tin cho rằng khi sạt lở xảy ra, có hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn này nghi bị đất vùi. Để kịp thời ứng cứu sự cố lũ lụt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp kịp thời chỉ đạo ứng cứu vào lúc 2 giờ sáng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn công tác khẩn cấp và lập ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa do ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn cùng Phó Chủ tịch Lê Đức Tiến đã lên ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu đồng thời huy động tất cả các lực lượng, phương tiện tham gia và đã đề nghị Bộ Quốc phòng quân khu 4 hỗ trợ. Trong khuya 17 đến rạng sáng ngày 18 tháng 10, nhiều nơi tại Quảng Trị nước lên nhanh và ngập sâu. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người đăng tải nội dung cầu cứu. Lực lượng chức năng tại các địa phương trong đêm đã tiến hành di tản nhiều người từ những khu vực nguy hiểm lên những nơi cao để trú ngụ. Trước đó vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 10, một vụ sạt lở đất khác cũng xảy ra tại huyện Hướng Hóa, vùi lấp một gia đình có 6 người. Ban đầu lực lượng tại chỗ đã tìm thấy hai thi thể, những người khác đang tiếp tục tìm kiếm.